Xin chào các nhà giao dịch và chào mừng bạn đến với một phần khác của rủi ro thông minh. Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư nào là đạt được lợi nhuận ổn định trên thị trường. Một chiến lược giao dịch thành công là hướng dẫn đảm bảo bạn sẽ đi đúng hướng trên hành trình đến đích mong muốn, và nó là rất quan trọng để sống sót trong sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường tài chính. Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một trong những chiến lược giao dịch rất tuyệt vời sẽ mang lại cho bạn lợi thế và hiểu biết sâu sắc mà bạn cần để dẫn đầu thị trường. Và chiến lược này cũng sẽ hướng dẫn cách bạn sẽ tham gia và thoát giao dịch trên thị trường theo cách nâng cao lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Bạn hãy bấm thích và chia sẻ video để chúng tôi có thêm động lực và thể hiện sự ủng hộ của bạn bằng việc đăng ký kênh của chúng tôi. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết về chiến lược. Bạn cần biết định nghĩa chính xác và ứng dụng của những chủ đề này. Chúng tôi đã giải thích đầy đủ hầu hết chúng trong các tập trước, ngoại trừ mẫu hình nến ABC. Nếu bạn chưa quen với kênh của chúng tôi, để hiểu đầy đủ các chủ đề quan trọng này, hãy xem qua kênh của chúng tôi và xem các video trước đây của chúng tôi được liên kết trong phần mô tả của video này. Nhưng chúng ta hãy giải thích ngắn gọn về từng chủ đề trong video này. Bắt đầu với mô hình nến ABC, chúng ta cần hiểu mô hình nến ABC là gì. Chúng ta quan sát thấy mô hình nến ABC được tạo ra bởi 3 đợt giá chính trong kịch bản tăng giá. Mô hình nến ABC chứa một làn sóng phục hồi đi lên, sau đó chúng ta có một đợt thoái lui giảm về phía dưới, và cuối cùng chúng ta có sóng C, đó là sóng hướng lên. Với sóng C là một đợt quét thanh khoản, quét sạch thanh khoản tích lũy trên mức cao. Tiếp theo sóng B sẽ chứa một vài nến giảm giá và không nhất thiết phải là một làn sóng đi xuống đáng kể. Vì vậy đây là loại mô hình bạn nên làm đang tìm kiếm trong khung thời gian 15 phút. Theo các quy tắc trong chiến lược của chúng tôi, điểm mấu chốt là mô hình nến ABC giảm giá chỉ có hiệu lực khi sóng C quét thanh khoản lên trên điểm cao nhất của sóng chỉ bằng một ngọn nến hoặc dấu nến. Đồng thời nến thứ hai hoặc dấu nến không được hình thành hoặc đóng ở phía trên thân nến hoặc dấu nến đầu tiên. Chúng tôi muốn thấy giá ngay lập tức thay đổi hướng ngược lại và quay trở lại phạm 6 dưới mức cao nhất mà giá tạo ra sau khi quét thanh khoản. Và mô hình nến ABC tăng giá mô hình chỉ hợp lệ khi sóng chỉ quét thanh khoản xuống dưới điểm thấp nhất của sóng anh chỉ với một nến hoặc dấu nến, và nến thứ hai hoặc dấu nến không được hình thành hoặc đóng thấp hơn thân nến đầu tiên hoặc dấu nến. Tiếp theo chúng ta sang chủ đề quan trọng là cấu trúc thị trường. Hãy tưởng tượng một thị trường có xu hướng với một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Trong trường hợp này, mỗi đỉnh và đáy là cấp độ cấu trúc thị trường, và đỉnh cao hơn và đáy cao hơn gần đây nhất là mức chúng tôi theo dõi việc phá vỡ mức cao cuối cùng, tức là cao hơn hướng lên, cho thấy giá có xu hướng tăng lên mà chúng tôi coi là sự phá vỡ cấu trúc. Ngược lại, nếu giá phá vỡ mức thấp cao hơn xuống mức giảm, điều đó cho thấy giá muốn thay đổi hướng chính, mà chúng tôi coi là thay đổi điểm mấu chốt là việc phá vỡ cấu trúc là hợp lệ, ngay cả khi bóng nến phá vỡ trên mức cấu trúc trước đó. Nhưng để thay đổi đặc điểm, chúng ta chắc chắn cần giá để phá vỡ và đóng nến dưới mức cấu trúc thị trường trước đó. Hãy tưởng tượng chúng ta có mẫu hình nến ABC hợp lệ mô hình mà giá đã quét thanh khoản lên trên mức cao nhất của nó với một cây nến từ chối và sau đó đảo ngược về phía giảm. Bước tiếp theo là chờ sự thay đổi đặc tính xuất hiện. Vì vậy nếu chúng ta phóng to khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như khung thời gian phút, chúng ta sẽ thấy một cấu trúc như thế này. Như tôi đã đề cập trước, khi chúng ta chờ thay đổi tính chất xu hướng, vậy các đặc điểm của thay đổi tính chất hợp lệ trong mẫu hình nến ABC theo quy tắc chiến lược của chúng tôi là thay đổi ký tự hợp lệ đối với chúng tôi khi giá phá vỡ cấu trúc được tạo ra bởi làn sóng quét tính thanh khoản của mô hình ABC. Như bạn có thể thấy ở đây, trong kịch bản này, giá đã quét tính thanh khoản bởi làn sóng nhỏ này, nên nếu giá phá vỡ và đóng một cây nến bên dưới cấu trúc này thì sự thay đổi đặc tính hợp lệ ở đây, giả sử giá đã tạo ra một cấu trúc như thế này ở khung thời gian thấp hơn, thì trong trường hợp đó sự thay đổi đặc tính này không hợp lệ vì cấu trúc bị phá vỡ, không thuộc về làn sóng quét thanh khoản và được tạo ra sau thanh khoản quét. Để có sự thay đổi ký tự hợp lệ, giá phải phá vỡ cấu trúc này được tạo ra trước chuyển động quét thanh khoản. Hãy xem một tình huống có thể xảy ra khác. Giả sử giá chạm mức cao này và bị đảo ngược khỏi nó mà không quét thanh khoản lên trên mức cao, và trong đợt đẩy giá tiếp theo lộn ngược và tạo ra mức giá cao hơn giúp quét tính thanh khoản. Trong trường hợp này, chúng ta nên đợi cấu trúc chuyển động đầu tiên bị phá vỡ để có sự thay đổi đặc tính hợp lệ. Xin lưu ý rằng chúng ta không coi cấu trúc trên là sự thay đổi cấu trúc thị trường. Vì vậy hãy bắt đầu về chủ đề sau đây, đó là khoảng cách giá trị hợp lý. Ý nghĩa của khoảng cách giá trị hợp lý và cách chúng ta có thể xác định khoảng cách giá trị hợp lý là các vùng được tạo ra do sự kém hiệu quả trên thị trường và thường xảy ra ở một vùng cụ thể nơi có ít hoạt động giao dịch hơn, và giá chỉ có khoảng trống giá trị hợp lý chuyển động một hướng là một khái niệm rất hữu ích trong giao dịch hành động giá, và chúng đại diện cho các khu vực có rất nhiều lệnh được đưa vào để tạo ra sự kém hiệu quả trên thị trường.
khoảng trống giá trị hợp lý có thể trở thành nam châm thu hút, giá trong tương lai nhằm lấp đầy, sự thiếu hiệu quả vì có nhiều lệnh dừng lỗ, chốt lời tại khu vực này, chúng ta cũng có thể sử dụng chúng làm mục tiêu cho các mục tiêu khớp lệnh của mình. Vì vậy hãy xem cách chúng ta nên xác định khoảng trống giá trị hợp lý. Chúng ta thấy ở khoảng trống giá trị hợp lý được hình thành bên trong một chuỗi ba ngọn nến và thường được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng một ngọn nến lớn trong đó râu trên và dưới của các nến lân cận không hoàn toàn chồng lên thân của nó. Do đó, vùng gấp giá trị hợp lý là khu vực lấp đầy khoảng trống giữa các bước được vẽ trên thân nến. Ở đây khi giá di chuyển xuống một, khoảng trống giá trị hợp lý hoặc khoảng trống thanh khoản được tạo ra do thiếu áp lực mua chồng lên, phần đó của việc di chuyển xuống mức giảm. Điểm mấu chốt để xác định khoảng trống giá trị hợp lý là khoảng trống đó có thể chỉ được tính bằng cách lấy xung lực tăng hoặc giảm của giá, cũng như các nến ở hai bên của nó, mọi thứ khác không đóng góp vào khoảng trống đó. Các gói thanh khoản này rất quan trọng và có thể đóng vai trò là điểm vào thị trường mạnh. Ví dụ ở đây là giá có xu hướng di chuyển xuống dưới và muốn quét các vùng thanh khoản tiềm năng phía trên nó. Do đó, các khu vực này là những khu vực tuyệt vời mà giá có thể tăng và sau khi thử nghiệm tiếp tục giảm với sức mạnh thậm chí còn mạnh hơn nữa. Vì vậy, các nhà giao dịch, chúng ta đã thảo luận những điều cơ bản về chiến lược của mình. Hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết về chiến lược và xem những bước và quy tắc nào chúng ta cần tuân theo. Chiến lược của chúng ta có 4 bước chính để thực hiện theo. Bước 1, chúng ta cần phát hiện mẫu hình đến ABC hợp lệ là như thế nào. Chúng ta quan sát trong khung thời gian 15 phút. Bước thứ 2, chúng ta nên phóng to một khung thời gian phút và tìm kiếm sự thay đổi hợp lệ về tính chất xu hướng. Tiếp theo, bước thứ 3, chúng ta cần phát hiện các khoảng trống giá trị hợp lý gần với giá hiện tại của thị trường. Cuối cùng là bước 4, chúng ta nên thiết lập lệnh mua hoặc bán của mình tại các điểm vào trong khung thời gian 1 phút và chờ giá kích hoạt chúng. Do đó, chúng tôi đã có được bản phác thảo chung về cách áp dụng chiến lược này. Nhưng trước khi thử các bước này vào biểu đồ giá, hãy có cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các điểm vào lệnh và cách thiết lập điểm dừng lỗ và chốt lãi trong chiến lược này, chiến lược giao dịch. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách giải thích phương thức nhập lệnh. Như bạn có thể thấy, chúng tôi có sự thay đổi tính chất hợp lệ trong khung thời gian 1 phút. Vì vậy, trong bước tiếp theo, chúng tôi sẽ phát hiện các khoảng trống giá trị hợp lý gần giá hiện tại. Hãy tưởng tượng chúng tôi đã phát hiện ra 3 khoảng trống giá trị hợp lý gần mức giá nhất. Nên câu hỏi chúng ta cần tự hỏi là điều gì sẽ cho chúng ta cơ hội tốt hơn để giao dịch. Điểm mấu chốt là khoảng cách giá trị hợp lý cao nhất là giá trị hợp lý gần nhất với khu vực quét thanh khoản có mức độ ưu tiên cao hơn đối với chúng tôi so với những cái khác. Rõ ràng chúng ta có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch bằng cách đặt lệnh của chúng ta ở khoảng trống giá trị hợp lý đầu tiên, nhưng nó mang lại tỷ lệ phần thưởng cho rủi ro cao. Vì vậy ở đây chúng ta có khoảng trống giá trị hợp lý hợp lệ. Vì vậy trong bước tiếp theo, chúng ta cần đặt lệnh giới hạn bán của mình, đặt lệnh ở điểm thấp nhất của khoảng trống giá trị hợp lý thì chúng ta nên đặt mức chốt lời ở điểm thấp nhất của sóng bi, và lệnh dừng lỗ cũng phải được đặt cao hơn vài pip so với cây nến đầu tiên của khoảng trống giá trị hợp lý, và bạn đã có thể đóng một nửa vị thế của bạn khi giá đạt đến mục tiêu 1 đến 2 theo cách này. Thậm chí giá tăng và chạm mức dừng lỗ, bạn vẫn hòa vốn. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi lợi nhuận của mình, nghĩa là trong kịch bản giảm giá, mỗi khi giá đạt mức cao thấp hơn bạn, nên di chuyển điểm dừng lỗ của mình lên một vài pip lên trên điểm cao nhất của đỉnh thấp hơn. Để chúng ta đã thảo luận về các quy tắc chính trong chiến lược của chúng ta, cơ bản và các điểm vào và thoát. Vì vậy hãy kết hợp chúng lại với nhau và sử dụng chúng trong các ví dụ giao dịch thực tế. Để chúng ta có biểu đồ giá khung thời gian 15 phút như sau. Trên biểu đồ của chúng ta đây là sóng Anh, sau đó chúng ta có sóng Bi và chúng ta cũng có sóng Si. Khi chúng ta đã xác định được mẫu ABC thì chúng ta nên xem liệu mẫu ABC này có hợp lệ hay không, mà chúng ta rút ra một đường từ điểm cao nhất của sóng đến mức giá hiện tại. Như tôi đã đề cập trước đó, mô hình ABC tăng giá chỉ có hiệu lực khi sóng trị quét thanh khoản xuống dưới điểm thấp nhất của sóng chỉ bằng một cây nến hoặc râu, và cây nến thứ hai hoặc râu nến không được đóng hoặc hình thành thấp hơn thân nến thứ nhất hoặc râu nến. Vì vậy ở đây bạn có thể thấy giá đã cuốn tính thanh khoản bởi râu của nến này, và nến tăng thứ hai cũng được hình thành phía trên nến đầu tiên và đóng cửa phía trên nến thứ nhất. Để chúng ta có thể nói rằng mô hình ABC của chúng ta là hợp lệ, có một điểm rất quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ: khi cây nến đầu tiên đóng lại, chúng ta nên phóng to khung thời gian 1 phút và đợi một thay đổi tính chất hợp lệ xuất hiện, nhưng đồng thời phải để mắt tới thân hoặc râu nến thứ hai được tạo trong khung thời gian 15 phút để thấy nó không bị đóng hoặc hình thành thấp hơn thân hoặc râu nến thứ nhất. Nếu thân hoặc râu nến thứ hai đóng hoặc hình thành thấp hơn nến đầu tiên thì thiết lập của chúng tôi không hợp lệ và chúng tôi sẽ không giao dịch. Nên các bạn, chúng tôi đã xác định được mẫu ABC hợp lệ ở đây. Vì vậy trong bước tiếp theo, chúng tôi sẽ phóng to khung thời gian 1 phút để bạn có thể thấy chúng tôi đã có sóng Anh, sóng Bi và sóng Trị. Tiếp theo chúng ta hãy tiến vào vùng giá hiện tại. Chúng ta nên đợi
sự thay đổi cấu trúc thị trường hoặc thay đổi tính chất xuất hiện. Để các bạn có thể thấy chúng ta có, cấu trúc này ở đây đã bị phá vỡ bởi giá. Bạn có coi đây là sự thay đổi cấu trúc thị trường không? Câu trả lời là không, vì giá đã chạm vào đường vẽ từ điểm thấp nhất của sóng đảo chiều và sau đó tạo ra cấu trúc. Nhưng nếu bạn nhìn lên trên, bạn có thể dễ dàng nhận ra cấu trúc này được tạo ra trước khi giá đi xuống để quét, tính thanh khoản. Để chúng tôi đã xác định được sự thay đổi hoặc thay đổi đặc điểm cấu trúc thị trường hợp lệ, trong bước tiếp theo, chúng tôi nên tìm khoảng trống giá trị hợp lý thấp nhất gần với giá hiện tại. Vì bạn có thể thấy chúng tôi có khoảng trống giá trị hợp lý ngay tại đây. Chúng tôi thiết lập lệnh vào ở vùng cao nhất của khoảng cách giá trị hợp lý, và chúng tôi cũng đặt mức dừng lỗ của mình thấp hơn một vài pip so với cây nến đầu tiên của khoảng cách giá trị hợp lý. Và để đặt chốt lời, chúng tôi nên phóng to khung thời gian 15 phút và đặt lợi nhuận chốt lời của chúng tôi ở điểm cao nhất của sóng bì như tôi đã giải thích trước khi. Bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã đặt hàng và bây giờ chúng tôi nên đợi giá kích hoạt lệnh mua của mình, vì bạn có thể thấy lệnh của chúng tôi được kích hoạt rất sớm. Bây giờ hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn có thể thấy giá tăng và cuối cùng mức chốt lời của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi giá và tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro của giao dịch là gần 6. Vì vậy hãy xem một ví dụ giao dịch khác. Vì vậy ở đây chúng tôi có khung thời gian 15 phút. Biểu đồ của chúng ta có thể dễ dàng phát hiện sóng anh và chúng ta có sóng bi. Sau đó chúng ta có sóng si đang diễn ra nền tiếp theo. Chúng ta vẽ một đường từ điểm cao nhất quả sóng mà chúng ta muốn thấy giá đó, phá vỡ đường này thông qua quá trình quét ngược, tính thanh khoản phía trên sóng với một cây nến hoặc bắc phía trên đường. Và sau đó chúng tôi muốn thấy giá giảm xuống dưới đường, vì bạn có thể thấy giá đã quét tính thanh khoản bằng dấu này và sau đó đóng bên dưới đường. Bây giờ chúng tôi có một đường dây hợp lệ mô hình ABC. Trong bước tiếp theo, chúng ta sẽ phóng to khung thời gian 1 phút và đợi sự thay đổi cấu trúc thị trường xuất hiện. Như bạn có thể thấy, chúng ta có cấu trúc thị trường này ở đây được tạo trước khi thanh khoản thị trường quét, và nó thuộc về làn sóng có quét thanh khoản ngay bây giờ. Vì bạn có thể thấy sự phá vỡ giá và đóng cửa bên dưới cấu trúc để chúng tôi có sự thay đổi hợp lệ về đặc tính hoặc sự thay đổi cấu trúc thị trường. Khi giá đã thực hiện thay đổi cấu trúc thị trường, chúng tôi hiện đang tìm kiếm giá trị hợp lý cao nhất khoảng trống phía trên sự thay đổi đặc điểm mức để đặt lệnh bán của chúng tôi. Vì bạn có thể thấy đây là khoảng trống giá trị hợp lý cao nhất, vì vậy chúng tôi sẽ nhấn mạnh nó. Tiếp theo tôi sẽ đặt lệnh bán của mình ở điểm thấp nhất của khoảng trống giá trị hợp lý, và tôi muốn đặt điểm dừng của mình mất một vài pip phía trên cây nến đầu tiên của khoảng trống giá trị hợp lý. Và để đặt chốt lời, tôi sẽ phóng to khung thời gian 15 phút và đặt chốt lãi ở điểm thấp nhất của sóng bi. Bây giờ rằng chúng ta đã thực hiện giới hạn bán của mình, hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Vì bạn có thể thấy giá bị đẩy lên cao và kích hoạt lệnh bán của chúng tôi. Nhưng có một điểm quan trọng mà bạn không bao giờ được quyền nếu giá không kích hoạt lệnh mua hoặc bán của bạn đạt đến mức cao nhất của sóng bi, hoặc ý tôi là điểm thấp nhất trong cả hai kịch bản giảm giá và tăng giá, thì bạn nên hủy lệnh mua hoặc bán của mình, vì thiết lập giao dịch của chúng tôi trở nên không hợp lệ trong điều kiện này. Vì bạn có thể thấy giá nhanh chóng bị đẩy xuống mức giảm và cuối cùng đạt mức chốt lời của chúng tôi. Trước khi sử dụng bất kỳ chiến lược giao dịch nào trong tài khoản thực của mình, bạn nên kiểm tra bắc TC lại các chiến lược đó gần như cho 100 giao dịch và ít nhất trong vòng 1 năm. Tôi hy vọng video này hữu ích cho bạn. Nếu bạn thích video và muốn chúng tôi tiếp tục tạo nhiều video hơn, vui lòng nhấp vào nút đăng ký kênh và bật thông báo chuông. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn và cho chúng tôi biết bạn muốn chúng tôi đề cập đến chủ đề nào, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra nhiều video hơn cho bạn. Cảm ơn bạn đã xem và chúng tôi sẽ gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Kênh hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh Forex Vàng dựa trên phương pháp Quick Out kết hợp BRI Action phân tích hành động giá và dựa trên cấu trúc thị trường ECMC để xác định xu hướng của biểu đồ giá trong chứng khoán. Hãy bấm chuông để đăng ký kênh. Bà Sikh Invest chia sẻ kiến thức nền tảng về đầu tư chứng khoán.